Nó có từ lâu rồi. Đây là cái nút chỉnh chế độ hàng. Tích. Que. Và tích điểm. Tích hàng điểm chính là tích hàng tích lạnh. Như mọi người đang nói là tích lạnh, nhưng mà thực ra nó là hàng điểm. Để nó giúp ra hàng triệu điểm hàng giống nhau thôi. Rồi, nhanh gọn lẹ thôi. Máy này nó rất dễ. Bây giờ để chữ tích. Và bên này là mình chọn chế độ. Những cái chức năng trong nằm trong tích nha. Tức là bật tích thì có những chức năng sau đây. Nếu là hẹn ở DC, có nghĩa là tích bình thường như tất cả các dòng máy khác trên thị trường này. Đó, bây giờ mình hàng nè, tích DC nè. Đây là tích DC, đó là đang bật chế độ tích. Và để bên này là chế độ tích DC, có nghĩa là giống những con máy khác. Nhìn đây, mình bắt đầu mình hàng nha. Nó vậy đó, nó vẫn hàng bình thường như những máy khác, rất mạnh. Tiếng y chang máy Hàn Quốc luôn, thấy không? Còn hơn máy Hàn Quốc, máy Mỹ nữa nè, tiếng mồi của nó nè. Nó vậy thôi, nó là một máy tích bình thường thôi mà. Rất mạnh à, rất mạnh. Đây dòng, mình để dòng nhỏ nè, bắt đầu để dòng nhỏ nè. Nãy dòng lớn nè. Nè, quay dòng nhỏ cho anh thấy nè. Hồi nãy là 170 mấy, giờ em để nè 52 ampere nè, 50 ampere nè, nó vẫn mồi hồ quang rất tốt. Nhìn đây, để 50 ampere, nó là con tích bình thường thôi. Đây em đang để từ 51 bắt đầu tăng lên nè, tăng từ từ lên nè, tăng từ từ lên nè, mạnh lên dần nè. Nè đây bây giờ nó đang 71 rồi nè, nè 77 78 80 rồi nè. Nè giảm lại nè, đấy, nó như máy tích thường, nó giảm lại nè, giảm minimum lại nè, còn 10 ampere nè, vẫn đang duy trì hồ quang được ở dòng 10 ampere nè. Nó anh thấy không, nó như những máy khác thôi. Rồi mồi nè, để 10 ampere, dòng nhỏ nhất vẫn mồi nè, mồi bình thường 10 ampere nha anh, nhìn nè, 10 ampere. Cho nên đừng có quan tâm tới cái chuyện tích lạnh tích bóp gì đây. Lạnh chức là chức năng hàng điểm mà thôi, chứ không có là cái gì cả. Rồi bây giờ em tăng dòng cao trước, em mồi cho anh thấy nè. Rồi nè, mồi nè. Đó, đây là tích thường thôi nè. Quay lại là mặt tiền chỉ anh lần nữa cho dễ hình dung nè. Em đang để ở chế độ hàng tích và chọn chữ DC, có nghĩa là tích DC bình thường. Đó, hàng nè. Đó, vậy thôi. Rồi, đây là tích DC. Tích DC. Anh để ý nha, mấy anh để ý, quý khách hàng để ý nha. Tích và DC là chỉ cần chỉnh một nấm duy nhất, y như những cái máy khác trên thị trường. Rồi, cũng đang ở chế độ hàng tích mà mình chọn qua chế độ sung. Thì bây giờ nãy giống như nè, sung thì mình sẽ có chỉ dao động giữa dòng chính nè, dòng trên đầu và dòng nền ở dòng phía dưới nè. Thì bây giờ em đang chỉnh dòng chính này, nó là 122. Thì dòng nền nha, đang chỉ chỉnh dòng nền nè. Này, bay ampere nè, là mình để 90. Thì nó có sự dao động nè, 90 122. Bắt đầu em hàng mấy anh coi chức năng sung nè. Đó, nó dao động đó. Nó chớp đó mấy anh thấy không? Đó, nó chớp giữa dòng thấp, dòng cao, dòng thấp, dòng cao đó. Rồi em chỉ thấp cho dễ thấy nè. Thấp rồi, 90 đây, 50 là mới thấy rõ nè. Rồi bây giờ nè, 5422 này nha. Đó, thấy chế độ sung của nó là như vậy thôi. Đây là sung. Đó, nó vậy đó. Đây là sung có sự dao động giữa hai dòng, dòng chính và dòng nền. Vậy thôi, hiệu ứng của nó đây. Nếu mà nói bằng miệng thì nó dao động nè. 5422, 5422. Đây, 54, 54, 22, 54, 22, 54, 22, nó cứ vậy, gọi là sung. Còn mấy anh nếu không thích sung thì để qua DC, thì tích DC hàng thôi nè. DC nè. Khi mà bật qua DC thì mấy anh đâu có thấy cái màn hình của cái dòng nền đâu. Nó chỉ còn duy nhất cái dòng chính thôi. Đây nè. Còn bật qua sung thì nó sẽ có cái dòng nền là cái dòng, nó trên cái sơ đồ là nó thể hiện dòng phía dưới nè. Nè, thấy không? Thì bây giờ em chỉnh dòng nền bằng cách nhấn đèn lên đây là 54 nè, 54 ampere. Bây giờ em chỉnh 30 ampere đi, là nó có sự dao động nè. Rồi nè, 30 122 nè, nhìn nè. Nè, nó chớp nè. Thấy nó chớp không? Chớp khác luôn, thấy không? Tại sao? Tại vì cái dòng nền nó thấp. 30 122 30 122 30 122 30 122. Đó, có nghĩa là cái máy nó rất đơn giản. Nếu mà không muốn xài tích xung thì là chỉ có là không có cần tích điểm mà tích lạnh á, thì chỉ cần là chọn chế độ hàng tích. Tích DC là tất cả như những cái máy khác trên thị trường, chỉ có chỉnh một cái dòng chính thôi là hàng.